Nói chung là máy này nó dở mỗi cái này thôi à, cái nắp này thôi à. Ừ. Và có một loại nữa, còn cái này nói chung là nó mỏng lắm, chỉ dùng lâu nó cũng bị rách. Ừ, cái này nó cũng dày đúng không? Không, cái này nói chung là máy này thì được mỗi cái này thôi, còn cái này nó là dở. Không, đó, cái này dở, á, chị thấy chỗ này chị làm vừa rửa, cái này nó bị rách nên nó nặng quá nên nó mới rớt cái này. Không phải rớt đâu chị ạ, mà do cái này này, do cái này nó mỏng quá. Không. Nó không có được dày. Nhiều người ta cũng mua nhầm về loại này lắm. Nói chung mình sang lại là không biết. Mà tại vì mình mới trong nghề nên mình thấy là mình cũng không biết nữa, mình không nói được. Cái này nó dày lắm, chứ nó không được mỏng như thế này. Rớt ra luôn. Em thử cân cái này coi. Cân cái này bao nhiêu? Này mấy. Nếu mà 10 á nhìn rất là giống nhau luôn á chị ơi. Giống không? Có chứ sao không giống. Trời, cái này lạng rưỡi luôn á. Của chị đâu có được một lạng đâu. Đâu, đó. Đúng rồi đó. Chưa được một lạng. Nói chung là nhiều người ta mua nhầm phải. Đúng rồi chị ạ. Cái này inox nhưng mà nó pha ít inox thôi chứ không phải là inox hết. Nên là nó mỏng hơn. Cái này dùng khoảng 6 tháng là nó bị kia à. 6 tháng nó bị lủng à. Có người xui xui còn 1 tháng nó bị lủng đó. Vâng. Khoảng 1 đến 3 tháng nó bị lủng. Bóp được luôn đấy. Bóp méo luôn cả.